Vừa nói luôn. Buông đây. Ba bóng là cổ thứ 14 kìa. Rồi. Chúng ta không có cái này. Hai trạng không có gì bắt cái gì. Bóng đập không sao được. Hai không. Chắc chắn mình 5-0 mới đánh. Cầu thủ số 06 của dân chủ ném bóng găm như trên bàn đổi điểm cho quả nhà phải không ạ? Cứ phát huy đúng quả của ném ra rồi đi, phải ném ra rồi. Dân chủ không có. Chưa được quả áo, mình cũng buộc. Cắt nhánh ơi. Bắn chắn bóng ra ngoài. Dân chủ cử hai đồng chí theo bóng, theo chắn bóng đồng chí của Gia Xuân rất chặt. Bóng phát ra. Dân chủ tổ chức tấn công, long đâu? Tiệp. Tổ chức lại. Đúng rồi. Hoàng Quốc. Khó lắm. Đuối hoàng đuối. Mạnh. Đúng rồi. Một tay em ơi. Rồi. 1, 2. Trọng tài chính là bắt bóng chủ 4 đều. Ngón tay là gì? Đốt ngón tay thôi. Hỏi nhiều không ấy. Ít thôi. Bỏ ra. Rồi nhau mày nhìn là chết rồi đi. Ngót. Ném bóng rất đẹp, cầu thủ 6 dân chủ ném bóng rất hay. Cắt lên rồi, 6 năm rồi. Dân chủ phân bóng. Cắt lên, đánh chắc nữa rồi. Thế bây giờ đọc số ở đội dân chủ thì đọc thế nào để đọc ngay? Ra để đọc số trước long 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 Ủa, đánh khét 3 ơi! Dạ ngay!
không? Cám rồi, cắt đi luôn. Anh ơi, giống sân nhé. Cắt đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Quả thứ hai là không. Đường quả. Cái quả nào nó tụt rồi chứ quả nào đâu. Cái quả giữa dòng lòng mấy người. Giáp xuống một lòng. Sao bắt quá. Dạ, sao bắt gì? Tấn công. Hết rồi. Đánh chậm lại thôi. Đánh chậm lại đóng gạc chuyển cao giáo cho dưới cái đứng lên một. Chính rồi, chính rồi, chính rồi. Ui. Bắt được, Long bắt sao? Bắt có trọng tài. Long này. Long tài nha bắt. Bóng đập không? Anh nghe trọng tài đi. Đúng rồi. Đánh cứ nghe trọng tài mà đánh. Ba bốn, ba bốn. Tôi chỉ bóng rất đẹp. Minh Tiến bắt bóng. Chính động. Ui dồi, dồi quá em ơi. Hoàng Cát. Rồi ui, thành thẳng lưng nhẽ thành chết nhé. Đây rồi. Điền chưa đẹp. Điền dứt đứng lên. Đúng rồi, được, đúng rồi. Để góc. Rồi. Không ngon thì để nấu lại mà ăn. Rồi bỏ đi. Ngoài đâu. Không ngoài đâu. Ngoài gần bảy. Điểm số đang là 12-14. Lắc xuống cố lên. Rồi. 14 đều. 2-4. Được, không sao cả. Ngã đi, ngã thoải mái đi. Thiệu. Đói. Hai đội đánh nhẹ rồi. Các phương bắt đầu vượt lên trước. Tiếp tục phát bóng. Phát tấn công đi. Điểm cho Liên Minh. Không chủ động phản hoàng đâu. Ôi đánh ghê. Điểm số đang là 16-14. Chậm bóng lại cứ từ từ, chậm nhẹ nhàng thôi, khó rồi. Lấy về kiếm bóng lại. Vô tay. 15-16 ông nào nhẹ. Rất chủ phát bóng. 15-16. Không có. Ôi sai đi ơi. Ngoài nó đợi. Dòng người ngoài ngoài cái bỏ đấy là 50-50 đừng có. Long đại bàng. Rồi dựng lên chỗ nào cũng được. Vươn xuống. Đẹp quá. Khu vừa đỗ. Chắn bóng rất đẹp. Không nhìn nào. Không ạ, 50-50. Đến này đi. Căn đều có đẻo mà nên là hơi căng đấy. Đến đẹp đấy. Đến đẹp đấy. 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 Thủ bóng ra ngoài, điểm rồi, chỗ dân chủ. Điểm dân chủ 17-16, đánh đi. Dự chủ phát bóng. Chắn bóng tốt. Tiếp tục điểm bóng dự chủ. Dự chủ phát bóng. Ngoài đấy. Thành nhớ, thành nhớ. Ngoài cọc, ngoài sân. Giáp Xuân phát bóng. Điểm giữa Giáp Xuân 18 đều. Những điểm cuối cùng của trận đấu đề nghị hai đội đánh thật thận trọng.
cao lên, cao thì đánh phía này. Thủ quá yếu. Ném bóng đẹp.